Kính chào thầy và các bạn, em tên Thị Ngọc, cầm lớp E47. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề chế độ ăn ketogenic. Chế độ ăn ketogenic là gì? Chế độ ăn ketogenic là chế độ ăn được nghiên cứu bởi tiến sĩ Russell Wilder vào những năm 1920, dùng để điều trị chứng động kinh ở trẻ em. Chế độ ăn này đã cho thấy hiệu quả trong việc kiểm soát cơn động kinh và được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện cho đến những năm 1970. Chế độ ăn ketogenic là chế độ ăn ít carbohydrate và nhiều chất béo, để cơ thể lấy mỡ đốt làm năng lượng hàng ngày. Cơ chế hoạt động của chế độ ăn ketogenic. Chế độ ăn keto hoạt động dựa trên nguyên tắc khiến cơ thể rơi vào trạng thái ketosis. Ketosis là trạng thái khi cơ thể không có đủ carbohydrate để sử dụng làm năng lượng, thay vào đó sẽ đốt cháy chất béo để tạo ra năng lượng. Ta có thể nhìn ảnh minh họa quá trình ketosis ở bên góc phải màn hình. Có 4 chế độ ăn keto được mọi người lựa chọn. Chế độ thứ nhất, chế độ ăn kiêng keto tiêu chuẩn. Đây là chế độ ăn rất ít carbohydrate, lượng đạm vừa phải và giàu chất béo. Bữa ăn thường gồm 75% chất béo, 20% protein và chỉ có 5% carbohydrate. Chế độ thứ hai, chế độ ăn keto theo chu kỳ. Chế độ này bao gồm các giai đoạn nạp lại năng lượng carbohydrate cao hơn bình thường. Cụ thể, 5 ngày ăn keto, sau đó 2 ngày tiếp theo ăn nhiều carbohydrate. Chế độ thứ ba, chế độ ăn keto có định hướng. Chế độ này cho phép bạn bổ sung thêm carbohydrate kết hợp với các bài luyện tập. Chế độ thứ tư, chế độ ăn keto nhiều đạm. Chế độ này tương tự chế độ ăn keto tiêu chuẩn nhưng với lượng đạm dung nạp vào cơ thể nhiều hơn. Lợi ích của chế độ ketogenic mang lại. 1. Giảm cân hiệu quả. Chế độ ăn keto giúp giảm cân bằng cách khiến cơ thể đốt cháy chất béo để tạo ra năng lượng. Điều này có thể dẫn đến giảm trọng lượng cơ thể, giảm mỡ bụng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim và DTG type 2. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn keto có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL xấu và tăng cholesterol HDL tốt. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. 3. Giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Chế độ ăn keto có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 bằng cách cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. 4. Tăng cường sức khỏe não bộ. Chế độ ăn keto có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ bằng cách cung cấp năng lượng cho não bộ từ các thể cetone. Điều này có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. 5. Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Chế độ ăn keto có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Ta có thể biết từ khóa ketogenic nằm trong top các chế độ ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2016. Rõ ràng xu hướng ketogenic mang đến sự tò mò cho rất nhiều người. Nhưng hãy cân nhắc trước những lợi ích của chúng mà quên đi các tác dụng phụ như khó chịu tiêu hóa. Chế độ ăn keto có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi và khó tiêu. Những triệu chứng này thường sẽ giảm dần theo thời gian khi cơ thể thích nghi với chế độ ăn. Mệt mỏi. Mệt mỏi là một tác dụng phụ phổ biến của chế độ ăn keto. Điều này là do cơ thể đang chuyển từ đốt cháy glucose sang đốt cháy chất béo để tạo ra năng lượng. Mệt mỏi thường sẽ giảm dần theo thời gian khi cơ thể thích nghi với chế độ ăn. Thiếu hụt chất dinh dưỡng. Chế độ ăn keto có thể dẫn đến thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin B, canxi và magie. Điều này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như mệt mỏi, đau đầu và loãng xương.